Đợt dịch thứ tư bùng phát đúng vào lúc du lịch chuẩn bị đón mùa cao điểm đã khiến cho ngành công nghiệp không khói một lần nữa lao đao. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, nhiều tỉnh thành trong cả nước áp dụng chỉ thị 15-16 của chính phủ để đảm bảo phòng chống dịch, thì du lịch hầu như tê liệt hoàn toàn. Vào thời điểm đó cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp du lịch lữ hành phải tạm dừng kinh doanh, đóng cửa để chống dịch. Thậm chí đã có không ít doanh nghiệp phải đi đến quyết định chuyển hướng hoặc là ngưng hoạt động. Tại Đồng Nai, nơi có tiềm năng du lịch sinh thái đa dạng, cũng phải hứng chịu sự hoành hành của cơn bão đại dịch, càn quét nhiều mô hình du lịch đặc trưng thế mạnh của địa phương. Trong đó phải kể đến cảnh hẩm hiu của dịch vụ lưu trú du lịch cộng đồng. Hầu hết tất cả những loại hình này đều kiệt quệ sau nhiều tháng ngưng hoạt động. Bà đất homestay cũng không nằm ngoài guồng xoáy của cơn bão dịch. Với hơn 10 năm khởi nghiệp và tạo dựng thương hiệu, Homestay Bà Đất Eco đã để lại nhiều tiếc nuối cho cả du khách lẫn những người sáng lập khi quyết định dừng bước. Thế nhưng, hy vọng về sự hồi sinh của du lịch ngay sau khi dịch bệnh được khống chế là điều vô cùng khó khăn, thậm chí là không tưởng đối với doanh nghiệp này. Thì sau 10 năm thì em nghĩ rằng là nó là một cái hành trình mình đã đi qua và mình học được rất là nhiều kinh nghiệm. Và vô tình thì đáng lý là sẽ bật lên được nữa khi mà bắt đầu mọi người có cái xu hướng trở về với tự nhiên. Nhưng mà Covid lại đến. Thế thì sau nhiều đợt sóng của Covid thì đến cái đợt sóng thứ tư này thì nó khá là nặng. Không riêng gì ở Việt Nam và tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mọi người hình dung được rằng là theo về mặt tâm lý học thì khoảng chừng 21 ngày nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đấy thì nó sẽ trở thành thói quen, trở thành hành vi của một con người. Và hiện nay chúng ta đang ở trong nhà bởi giãn cách, những cái quy định giãn cách về mặt xã hội như vậy đấy 4 tháng, 3 tháng hơn mà 4 tháng thì như vậy thì nó quá lâu. Và gần như du lịch là một cái sản phẩm vô hình, và thứ hai nữa là nó cũng thể hiện một cái vấn đề nhu cầu về mặt gọi là muốn đi để một thỏa mãn một cái gì đó, thì cũng như là một nhu cầu của con người. Ngoài cái việc ăn uống ngủ nghỉ thì ở quá lâu như vậy thì bây giờ cái vấn đề là gì? Mọi người hình dung rằng là bây giờ người ta cũng phải tự làm tất cả mọi thứ, thì bản thân em thấy như vậy thì nó rất là khó để người ta có thể vực dậy được. Và sau cái kỳ Covid này, một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của kinh tế cho đến cái việc mà nhu cầu của người dân như vậy, thì người ta sẽ ưu tiên những cái vấn đề nó căn bản, có nghĩa là ăn cái gì, rồi ưu tiên cho việc con cái học hành chẳng hạn, rồi những cái nhu cầu hết sức cơ bản tất cả người ta cắt được. Thì em nghĩ rằng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến du lịch rất là nhiều. Đây cũng chính là tình hình chung của hầu hết các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch trong thời điểm này. Thế nhưng, chúng ta có thể tin tưởng rằng từ những khoảng lặng này, những người làm du lịch sẽ tìm được hướng đi khác, khả quan hơn so với tình hình hiện tại. Và trước những khó khăn sau đại dịch, nhiều công ty du lịch rõ ràng về lâu dài phải tính toán đến các chiến lược dài hơi. Thì mình nghĩ rằng cho cái hướng tới, nếu mà vĩnh cửu mà tập trung vào cái mảng du lịch sinh thái thật sự để tạo ra thay đổi hay là một cái điểm nhấn, thì thật sự nó không phải là một cái gọi là cái point ấy, nghĩa là một cái gọi là cái tiên phong để gọi là khi nhắc đến vĩnh cửu là người ta nhắc đến cái gì. Thì mình nghĩ là bây giờ là tất cả các cái nơi đều có phải có sản phẩm thương hiệu, thì ngay cả cái huyện hay cái tỉnh nó cũng phải có cái thương hiệu. Vĩnh cửu phải nắm lấy cái việc mà mình có sở hữu được cái hồ Chị An, có được cái rừng, và như vậy thì mình phải xây dựng làm sao được cái sản phẩm du lịch sinh thái thật sự, và nó mang tính chất là khi mà nó đến được như vậy thì chính cái người bản địa ở đây, tức là họ đã ăn ở nhiều đời ở đây rồi, thì khi cái làn sóng phát triển đến thì họ phải là người hưởng lợi, thì chính như vậy họ mới quý, họ mới ở lại và họ mới tiếp tục cái môi trường, cái văn hóa, cái cuộc sống của mình. Dẫu biết rằng tương lai phía trước của ngành du lịch vẫn khó đoán vì đại dịch Covid-19 chưa biết bao giờ mới chấm dứt, thế nhưng những người làm du lịch vẫn giữ niềm tin, nuôi hy vọng về những gam màu tươi sáng hơn trong bức tranh du lịch toàn cầu cũng như trong nước. Khoảng lặng giữa dịch bệnh hiện nay, những mất mát của ngành du lịch lúc này là thách thức, nhưng cũng chính là cơ hội để những người làm du lịch nhìn lại mình, chuẩn bị những kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm cho bản thân để đón đầu sự trở lại mới của du lịch.